trai của em á thì nói chung là cao trên 1m7 là được rồi. Đẹp trai khoai to. To. Dạ hàng độ. Dạ hàng độ. Hàng độ. Độ. Hàng độ là gì em biết không? Mời nhà trai. Mời nhà gái đi, mời nhà gái đi. Wow, chào kinh. Bây giờ nhà trai nè, giới thiệu trước cho nhà gái nể cái coi. Em chào Quyền Linh, chào, chào em. Cô Hồng Vân với lại tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thanh Triết. Nguyễn Thanh gì? Triết. Triết hả? Vâng ạ, T-R. Tên gì mà lạ vậy, Triết? T-R-U-I-E-T-R-Triết. Bữa nào mình bị mọc đèn là gọi cái tên nó là điên luôn á. Rồi, giới thiệu lại đi Triết. Em 28 tuổi, em quê ở Đồng Nai. Và em kinh doanh tự do. Về lĩnh vực gì? Dạ, cầm đồ. Dạ, cầm đồ. Cầm đồ. Trời ơi, mình giới thiệu liền đi cưng. Chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân cùng toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Chào bạn nam bên kia. Em tên là Lê Thị Việt Trinh. Hiện tại thì em đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Em làm khoa sản nữ hộ sinh ạ. Và ngoài ra thì em có kinh doanh thêm shop quần áo online nữa. Đối với em thì nói chung là làm nghề nào thì nó cũng cao quý hết á. Quan trọng á là hai người hợp nhau thôi. Ví dụ anh kẹt quá, anh cầm cái điện thoại này lên. Dạ không cầm điện thoại. Ủa chứ em cầm gì? Dạ chứ là cầm xe với nhà đất được thôi à. Thôi có điện thoại không cầm được thôi, cất vô. Cầm mà cũng chê nữa. Thường cầm cái gì cũng được chứ em, sao kỳ vậy? Dạ không ạ. À cầm cái lớn lớn thôi đúng không? Dạ. Để dễ định giá đúng không? Dạ. Rồi, rồi mời đàn gái. Bây giờ em cho chúng tôi biết được cái điểm mạnh điểm yếu của em đi. Dạ điểm mạnh của em là em rất là hòa đồng. Với lại nói thì cũng không ít mà cũng không nhiều. Biết quan tâm đến những cái người xung quanh mình. Dạ điểm chưa mạnh đó là đôi lúc nói quá nhiều nên là không có kiềm chế được. Cầm đồ nói sạch à. Đúng là bên kia nói nhiều phải cầm đồ kìa. Đúng không? Dạ tính của em hơi nóng. Em nóng kiểu như thế nào? Dạ nói chung là nói nhiều thôi. Nếu mà gặp một người vợ của mình la như thế thì cảm nghĩ em sao? Em thấy bình thường à. Tại mình thì mình sai người ta mới nói chứ. Em có những điểm mạnh điểm yếu nào? Em hả? Điểm mạnh của em là gì? Thì sự em không biết nữa. Nhạc. Điểm mạnh mà nhạc hả? Dạ đúng rồi. Ủa là sao anh hiểu? Tại vì ví dụ như mình nhạc á thì mình không có đi tán gái hay mình đi lung tung được. Nhạc nó khác nha. Nhạc nó khác nha. Nhạc anh ạ. Ai cũng nói em nhạc hết á. Ủa vậy hả? Kỳ vậy ta? Rồi em cầm đồ rồi em nói sao? Thì nói trọng tâm vấn đề thôi à. Em nói sao? Thí dụ giờ anh tới cầm đồ này cầm vô cái xe coi. Dạ. Thì nói sao? Thì em giam coi xe. À. Coi xe xong rồi định giá xe người ta thôi. Anh định đi rồi, định giá đi giờ anh cầm chiếc xe đó. Thì em cầm 10 triệu hoặc 20 triệu gì đó. Rồi, 10 triệu. Dạ. Anh nói không, xe tôi phải cầm 30 triệu. Dạ không. Không, tôi thấy xe tôi là ngon đó. Nhưng mà em không cầm. Vậy chứ cái điểm yếu của bạn là gì? Cái gì em cũng có, nói chung là không. Cái gì cũng có nhưng mà không biết cái nào mạnh nào yếu thôi. Có tật xấu không? Có, dù hay đi nhậu rồi thôi. Nhậu nhiều không? Sương sương à. Sương sương của em là nhiêu lon em? Dạ, chừng 8 lon. Trời, sương sương nhưng mà 8 trời lon. Trời ơi, nhà gái ơi, em thấy sao nè? Em 5 lon. Bên này ta 5 lon rồi chú ơi. Đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về đường tình duyên đi. Dạ, em có trải qua một cuộc tình 9 năm. Lý do chia tay là bởi vì trong thời gian mà em còn quen bạn trai em á thì anh có một người phụ nữ khác. Nói nghe nè, nãy nhìn profile đó là chị thấy em rất là đẹp trai. À. Wow, nhìn trực diện đẹp hơn em ơi. Có khi nào em định dự cho trong đầu óc mình một cô gái phải như thế nào? Dễ thương, hiền, không cần cao lắm đâu, da trắng, mặt xinh, trung tình, dễ bảo. Nếu mà có răng khểnh thì nhìn nó dễ thương. Nếu mà khểnh đều luôn được không? Không, khểnh một cái thôi. Cái thôi hả? Ừ. Nhưng mà lý do gì mà tới bây giờ em chưa có không mà... gia đình? Dạ tại vì ai cũng nghĩ như vậy hết á. Còn em nói em chưa có người yêu thì cái bảo xạo. Nhưng thật sự là em có người yêu chưa? Hồi xưa em có quen người à. Dạ, cách đây em lâu lắm rồi. Mấy năm? Khoảng chừng 7 năm rồi. Tại vì hồi xưa em còn nhỏ mà, hồi xưa em nít lắm. Hồi xưa là cái mối tình mà thiếu nhi mà. Tức là 7 năm qua em chưa rung động như cô gái nào khác. Vâng. Hồi đó anh có thằng bạn, nó cũng thất tình lần. Chứ nó không yêu con gái, nó quay qua yêu con trai. Bậy anh vậy. Có không? Không, sao vậy được. Có không? Không, em mà BD thì em chích thuốc nhiều lắm á. Người em cơ như thế này. Vậy thì bây giờ làm sao để rung động với cái đối tượng ngày hôm nay biết đấy? Biết đâu, biết đâu được. Anh thấy sao? Ảnh 7 năm qua không rung động với ai đó. Không, tại vì em nghĩ là chưa có gặp được người thôi. Rồi ví dụ trong cái việc mà phải về làm dâu thì em tính sao? Việc làm dâu không có thành vấn đề. Những cái gì mà em ghét nhất ở đàn ông là gì? Dạ, vũ phu. Anh này ảnh hiền khô, anh thấy không? Với lại gái. Ôi yên tâm, 7 năm trời không rung động với một con mắt nào hết. Thậm chí sợ nó không rung động với con gái nữa đó. Ừ.
cái điều quan trọng nhất cũng ở một người đàn ông theo em là gì? Chân tình. Nãy giờ nói hết có nhiêu nói hết trơn đấy. Em có thích đẹp trai không? Em là anh gái nên mê trai là điều tất nhiên luôn. Mẫu bạn trai của em á thì nói chung là cao trên 1m7 là được rồi. Đẹp trai khoai to. Đẹp trai khoai to. Cái vụ khoai tôi không biết rồi. Cái đó là tôi cũng không bao giờ dám hỏi ha. Ông đi hỏi nhỏ người ta, ông nói nhỏ lại cho tôi nói nhỏ cho cổ. Dạ hàng độ. Dạ hàng độ. Hàng độ. Độ. Hàng độ là gì em biết không? Tôi không biết luôn á. Ông Linh nói sao tôi nói y chang vậy đó. Mà tại yêu cầu làng gái thì mình phải hỏi. Thì đó thì đúng rồi. Yêu cầu thì tôi hỏi đó. Rồi xong. Độ lên cũng được. Độ lên cũng được. Không có độ lên mà tự nó ra độ sẵn. Yên tâm, nói chung chuyện đó thì anh không đảm bảo. Tự mọi người biết. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi ha. Em gái đi với ai? Em đi với lại các cô đồng nghiệp, với lại các bạn và bạn thân của em. Trước tiên là cho em gửi lời cảm ơn chương trình và gửi lời chào đến cô Hồng Vân và anh Quỳnh Linh. Cô nữa giận đi về giờ. Dạ vậy em xin lỗi chị Hồng Vân ạ. Chị tha lỗi. Gửi lời chúc sức khỏe đến em Minh Triết và Việt Trinh. Thì mình cảm nhận được là cũng cần có một cái gì đó bù trừ đấy. Với Việt Trinh của nhà mình ở cơ quan ấy, thì cháu rất là tốt tính, làm việc rất là có trách nhiệm. Mong là hai cháu sẽ tự tìm hiểu tiếp. Ở Triết ấy có vẻ hiền, từ từ và điềm đạm, chắc chịu nổi cái tính là cái tông khá cao của cháu. Này Triết đi với ai? Dạ em đi với em với lại bạn ạ. Em chào chị, em chào anh. Chào em. Thấy Việt Trinh sao nè? Dạ em thấy dễ thương ạ. Em thấy hai người có thể hợp với nhau không? Dạ em nghĩ là hợp ạ. Ở nhà Triết có ai theo đuổi không? Dạ hình như là nói chuyện hơi vô duyên đó phải nè. Anh có duyên lắm á. Em thấy Triết có thương ai vòng vòng sớm nữa không? Không ạ. Triết có tâm sự dẫn ai về nhà không? Không ạ. Triết có đi chơi với bạn trai không? Dạ có. Đi ăn nhậu rồi ạ. Rồi, bây giờ mình gặp nhau, rồi mình cảm nhận về nhau và chúng ta mở rào. Tới luôn, tới luôn. Em là cầu được ước thấy đó, muốn răng khểnh là có răng khểnh. Tới luôn. Da Chứ. Trắng là có da trắng. Tới đâu? Tới đâu? Tới tặng bông. Ủa rồi nên có quà cáp gì không vậy? Có. Em tặng. Ôi cái gì trong đây, quà từ rồi đưa cho ông Quyền Linh là sao trời. Ôi kiểm tra giùm. Nhát quá mày làm phụ luôn cho. Dây nịt. Sao giống bông tai rồi này kia vậy? Đâu bông tai. Thế dòm từ xa thế. Dây nịt. Lấp lánh bọc ly nông dòm tưởng bông tai rồi. Rồi tặng có cái bông hả? Dạ không phải đâu, tại bông chương trình á. Đồ quà của em đâu? Tại vì em đi lạc là đặt trên đây rồi nhưng mà đi lạc cái hai vòng luôn á. Trời thật ơi, cái mức mà bông chương trình đưa nó cũng nói nữa. Trời ơi, nhỏ tặng cái dây nịt đẹp quá nè. Không, cái này không phải vấn đề, về Đồng Nai là xong hết. Là tặng sao đúng không? Nhưng mà hồi nãy là đi lên là có chuẩn bị quà không? Thôi đừng hỏi, nó nói tùm lum hết trơn vậy. Phải hỏi chứ. Lúc đầu là chuẩn bị ở nhà rồi. Chuẩn bị cái gì? Dạ bông. Bông hả? Dạ. Bông bự. Bông bóng không? Bỏ bông á. Một bó bông rồi. Dạ. Xong sao không cầm đi? Mà tại vì đi nó quên. Quên? Đi quên xong lên Sài Gòn này kiếm chỗ mua nhưng mà đi lạc đường. Thấy em cảm đẹp nhận không? Cô gái này thế nào? Em dễ thương à? Em gái cảm nhận anh thế nào? Dạ dễ thương. Tới mức vậy? Phải đẹp trai mà dễ thương hả? Đẹp trai mới chịu à. Đẹp trai rồi khoai vải to. Dạ. Đẹp trai rồi khoai vải to. Trời. Thì hàng độ 14 ly thôi. Hàng độ 14 ly thôi. Câu trả lời đó chịu chưa? Anh có thích ăn thịt mỡ không? Ăn thịt mỡ hả? Ăn thịt mỡ. Vâng ạ, à, cũng có. Cái nồi thịt kho mà không có mỡ sao ăn? Cái nạc không ăn dở lắm. Đúng ạ, lần đầu tiên mà gặp ở dưới đó thì em mới đi đâu? Anh đi xem phim được rồi anh. Tại vì đi xem phim trong đạp chiếu phim nó cũng tối lắm. Dạ. Nếu vậy thì mình đi nhậu luôn cho nó lành đi. Em thích xem phim gì? Dạ em xem phim hành động Mỹ anh. Biến hỏi gì vậy? Em nhìn ở cô gái này em thích điều gì nhất? Cười. Cười đúng là cười rất là tươi. Tại sao? Tại vì sao? Cô ấy răng khẩn đúng không? Dạ. Em có mong muốn mình lấy vợ không?
Dạ cũng nghĩ tới mới đi. Ba mẹ ở nhà có hối gì chưa? Dạ có. Nhát như con gái vậy thấy chưa? Giờ qua nắm tay Trinh đi. Rồi cảm giác nào hơn? Đó, cầm vô đó. Rồi đó, sao nè. Nhìn vô mắt bạn đi. Nhìn vô mắt bạn đó chứ. Dạ vâng ạ. Nhìn vô bạn thấy sao chứ? Em thấy nó mềm. Nắm luôn hai tay luôn. Tay bên kia nữa. Tay bên kia nó cầm hoa. Cầm hoa thì kệ cầm hoa, mình cứ nắm tay đi đó. Chủ động lên đó. Bây giờ nè, em nói cho bạn mới biết cảm giác của em thế nào đi, nói với bạn đó đi. Nói bây giờ mình thấy trong người thế nào, nói luôn đi. Nhìn tim đập hơi nhanh nhanh một chút. Đó, rồi tim đập nhanh là có là có. Em có. Nhìn thẳng vô mắt bạn gái đi nè. Ơi đi cô gái mà vậy chết rồi thế nè. Nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Bạn gái là một người rất bản lĩnh nha. Đừng có liếc qua đây. Nhìn 30 giây nè, không được liếc qua đây. Để xem. Trong đôi mắt em. Thấy gì? Em thấy gì đôi mắt ấy? Cứ kệ người ta đi. Nè, bây giờ tôi với ông Minh Họa nè. Tôi với ông Minh Họa ra đây. Trong đôi mắt anh hát không. Trong đôi mắt em anh là tất cả, là tình yêu. Nó buông luôn rồi, nó buông luôn rồi. Trời ơi, chết rồi. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả nha. Chuẩn bị. Kiểm tra lại con tim mình một lần nữa đi các bạn. 3 2 1. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Tại sao em không bấm? Em không biết đâu. Hả? Thì cảm thấy nó chưa tới thôi. Còn em thì sao? Sao em lại không bấm? Nói chung là tại vì khi em nắm tay anh thì em chưa có cảm nhận được cái điều gì hết. Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn hai bạn đã đến với tham gia chương trình. Nghề nghiệp em có 2/2 nghề: huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ, và ngày thứ hai là dạy tập tạ. Trời ơi. Là em hù dai lắm. Nổi điên lên là có đụng chân đụng tay gì. Không, em không chơi vậy đâu. Em lấy tạ em chọi à. Chọi tạ đó. Mời nhà trai. Xin mời đàn gái. Mời đi Trinh. Dạ. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ chào anh Nguyễn Linh. Chào chị em. Vân. Chào em. Chào bạn bên ngoài khán giả. Dạ chào em anh. Em là Nguyễn Minh Tâm, sinh 1983, quê ở Trà Vinh. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Tâm? Kỹ thuật chỉnh máy trong cơ sở dạch. Rồi còn em? Dạ em tên Lê Nguyễn Bảo Hà, biệt danh là Hà Ghim. Em hiện tại là 34 tuổi. Nghề nghiệp em có 2/2 nghề: huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ, và ngày thứ hai là dạy tập tạ. Trời ơi. Tại vì cái thời của em á, là gọi là tập tạ không à, chứ bây giờ là người ta gọi là gym á. Tập gym nói tưởng đâu Hà Gym. Em có ưu điểm khuyết điểm gì hả? Dạ ưu điểm của em á, là tập tạ. Em tập tạ được bao lâu rồi? Dạ khoảng 58 tuổi. Chắc người cứng ngắc luôn á hả? Nói dạ nghe nè, bên kia thấy sao nè, có thích ứng nổi hay không nè? Chắc nổi mà. Nổi hả? Bạn hình dung cái người bên đây sao? Hình dung đi. Hả? Bị choáng quá. Bị choáng quá. Đó là điểm mạnh của em, còn điểm yếu của em là gì hả? Dạ, điểm yếu của em á là tại vì lúc 18 tuổi em đi tập ra như vậy, không có biết nấu ăn, sợ ma. Em tập tạ mà em sợ ma sao nó kỳ vậy? Ủa có liên quan đâu gì đâu tập anh. Tập tạ nó mạnh mẽ nó phải không? Không, sợ ma em đánh bèo lắm. Ai nói tập tạ nè, ra cơ bắp cuồn cuộn sai rồi. Nó cho mình săn chắc lại đẹp, ba dòng đầy đủ. Chuột em bự hơn chuột của anh đó. Có không? Chuột dạ. Em bự không? Dạ. Chuột lớn vậy nè. Em mấy con? Có 2 con à. Chưa chắc chuột nào bự hơn chuột nào nha. Sợ ma đâu phải là điểm yếu đâu. Cái điểm mà gọi là điểm xấu đó, tức là cái điểm mà không có tốt của đúng của rồi. Mình là cái gì? Là em hù dai lắm. Em hù dai lắm. Rồi cái lúc mà lên cơn kiểu mà nổi điên lên là có đụng chân đụng tay gì. Không, em không chơi vậy đâu. Em lấy tạ em chọi à. Chọi tạ đó. Nghe đi. Choáng luôn hả? Điểm mạnh điểm yếu sao là Tâm? Dạ điểm mạnh em là em hiền và biết nấu ăn, quan tâm và chia sẻ. Khác bên kia ha. Có khuyết điểm gì không Tâm? Ghét người nói nhiều. Ghét người nói nhiều. Kệ ta ghét gì ta nói nhiều kệ ta chứ ghét làm chi. Mình nói nhảm nhảm thì cũng như không có. Mình nói hoài em không thích, nhiều khi hỏi em không trả lời. À, được mấy mối tình rồi Tâm? Dạ em có 2 mối tình rồi. Mối tình cuối em chia tay cũng lâu lắm rồi. Mấy năm rồi? Mới đây à, khoảng chừng 10 năm rồi. Trời ơi ông cũng 10 năm rồi đó. Yêu mấy năm mà chia tay 10 năm rồi? Yêu năm mấy 2 năm à. Tại vì sao quá rồi không có đón nhau được.
10 năm qua là em không có người yêu luôn. Không. Em còn cảm giác với con gái không? Em cũng có chuột mà. Nhiều người chuột bự lắm mà không có cảm giác với con gái đâu em. Còn em thì sao? Dạ, em trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là em quen lúc em 24 tuổi. Thì lúc đó quen được 6 tháng thì ảnh đòi cưới. Nhưng mà ảnh cảm giác như ảnh hay bó buộc em lắm, quản lý em. Khi mà em biết được đằng sau đó thì em hơi hụt hẫng. Anh chàng đó lên mạng kiếm một bạn đồng giới. Em bị yêu lộn người, lầm người ở cái mối tình đầu tiên. Dạ, tình thứ hai á thì cũng quen được 1 năm. Tới gần ngày đám cưới thì mới phát hiện ra là không hợp tuổi. Thì gia đình không có chấp nhận. Rồi. Mối tình thứ ba thì lúc đó là em cũng hời hợt rồi. Thấy em khô khan quá hay sao á, thì kiếm đệ tử của em đi ăn nhậu vậy đó. Em không chấp nhận được. Cái tự ái quá cao thì chia tay thôi. Rồi. Có nghĩa là ai cũng giữ cái tôi của riêng mình. Dạ. À. Thì cũng trắc trở quá hả? Bên đây hiền lắm nha, em trai tôi hiền lắm á. Em gái muốn một cái người yêu sắp tới của mình như thế nào? Tính của bạn thì ít nói. Con trai đừng có bảo thủ hết. Con gái tụi em á, thích con trai là nói được và làm được. Được không? Được. Mà không nói mà làm được thì cũng được. Không nói cũng làm. Cái công việc của em á, lương là mình có đủ sống không cưng? Dạ dư chị. Cái phần dư đó có thể nuôi được vợ đúng không? Vợ con nuôi được mà. Cùng xây dựng tổ ấm chứ đừng có nghĩ là vì vấn đề gì đó mà mình chia tay với bạn trai. Em đã làm được thì em phải xài được. Và em không muốn bạn trai em phải nuôi em. À, tức là em muốn tự lập trong dạ. cái vấn đề tài chánh của mình dạ, đúng không? Dạ, hồi đó giờ em tự lập từ đó giờ. Anh trai, em muốn người yêu của em như thế nào? Hiền. Đô con không? Dạ, mập mập cũng được. Mà tí dụ không mập thì sao? Cũng được luôn. Tao cũng được hết hả? À, cũng được. Muốn vợ quá đúng không? Cũng muốn lắm à. Muốn lắm rồi hả? Em thích bạn gái mình truyền thống hay là hiện đại? Em không quan trọng điều đó. Chỉ quan trọng bạn gái là biết lo lắng và biết chia sẻ lúc em này kia thôi. Nếu người vợ mình mà ăn mặc khiêu gợi chút xíu, hơi sexy chút xíu thì tùy theo lúc thôi chứ đám tiệc thì được. Có thể xăm đâu đó nhỏ nhỏ thẩm mỹ chút được không? Xăm nhỏ được, đừng xăm bự trắng ghê quá. Cái người đàn ông mà đầu tiên vô nhìn là em phải đánh giá cái gì đầu tiên? Em nhìn vô cặp mắt. Ngực tấn công mông phòng thủ. Ngực tấn công mông phòng thủ. Nhưng thể thao đứng. Cao hơn ngực. Chờ xíu em đứng coi coi. Thể thao bụng cao hơn ngực rồi. Nhưng thể lực bà mối coi kiểm tra coi ngực tấn công mông phòng thủ không? Được không? Ngon ạ. À, ok. Được không? Rồi. Ok. Đó, được rồi. Ok. Đổi gì nữa? À, nâu nâu nhìn lâu thêm ghiền. Không còn gì để nói nữa. Y chang luôn. Nhưng mà hôm nay em đi với ai? Dạ ba mẹ em với anh em. Chào bên đàn gái ạ. À. Trước tiên xin cảm ơn chương trình, cảm ơn hai MC dễ thương. Như mà nghe lời ba với mẹ là mười mấy 20 tuổi rồi cưới nó rồi. Thành ra bây giờ quyền quyết định là do hai cháu nó thôi. Thì bác trai nhìn cái bạn này bác trai thấy sao? Cái này để thằng anh nó phân tích. Dạ, kính chào chương trình và chào hai MC. Chào em trai bên đây thì cũng là ok đó. Tự nhiên thì do hai đứa thôi, cho mẹ bổ sung. Thấy cháu trai đây thì cũng được, hiền, chất phát. Chứ không có mà như là đua đòi. Thì để Bảo Hà với cháu để quen thời gian như thế nào. Chứ giờ nói thì không được. Cô có yêu cầu gì bên đàn trai không? Nó thật thà quá trời rồi còn yêu cầu gì cho cháu nữa. Dạ mà à. Nói chuyện cũng được. Chứ không phải là thật thà mà không nói chuyện. Em đi với ai? Dạ em đi với anh họ. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào trong khán phòng. Em mình thì nó tính nó thiệt thà, nhút nhát quá. Nhưng mà nó có cái là nó không chịu là nó không chịu à. Mình thấy bạn gái bên này thì rất là dễ thương, vui vẻ, hoạt bát, cá tính mạnh, có thể bổ sung cho em mới được. Rồi, cảm ơn đàn trai. Rồi, hai bạn đã nghe ý kiến hai bên rồi ha. Bây giờ mình gặp mặt nha, coi sao nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi tâm. Hít hơi đằng sau vô. Thở ra. Rồi, bắt đầu. Dạ. Chào em. Chào anh. Đó, quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em rất là thích ăn kẹo nên em mua em tặng anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận gì anh sao? À, anh khá là dễ thương. Con trai bằng màu hồng thấy cưng rồi đó. Anh là bên kỹ thuật hả? Dì bên máy giặt em. À, anh đang ở Tân Bình. Dạ. Sao em... dạ? Chuyện nói chuyện dạ đó. Ừ. Tại quên. Trời ơi, anh đừng làm vậy. Giống như em lướng á, áo anh á, thấy anh tội nghiệp luôn á. Trời ơi, em hiền lắm luôn á. Anh có thích thể thao không? Anh thích bóng đá. Anh đừng có đá bóng nhiều quá. Thành giống như là đá bóng nhiều quá không có tốt cho khúc gói. Hôm nay khuyên thật lòng. Từng em đá hai trận à?
Dạ. Dạ không biết làm sao chứ bên đây em rất có nhiều muốn nói với anh lắm. Nhưng mà tự nhiên á em thấy run quá à. Kệ, em cứ nói lại đi. Nói gì giờ? Thì cứ thấy anh sao kia hay là ý em sao muốn hỏi là muốn. Em đâu có thích mê, em đâu có mê trai đẹp đâu anh. Em thích con trai mà cá tính nè, thể thao nè, giống như em vậy đó. Biết nấu ăn là em khoái rồi, tại không biết nấu ăn. Cái đó anh biết. Dạ. Ừ, nhưng mà em nhìn nếu mà em thể thao thì em nhìn body bạn này giống như là cái điều em mong muốn chưa? Nãy giờ em nhìn cái này em giờ em huấn luyện được bụng với cái ngực á nó khác nhau à, chứ không phải bụng ngực bằng nhau vậy đâu. Đó, gá cơ bắp yên tâm, qua em đi, em xử hết. Em cảm nhận bạn gái thế nào không trai? Ờ đúng rồi, tụi anh nói đi. Chị nói gì em nói không anh nói được đâu. Dạ. Em thấy cũng dễ thương, cũng có cá tính. Dạ, tập gym chứ thật ra con gái không có khô khan như người ta nghĩ đâu. Nhưng mà vấn đề là em tập gym và em chạy thể dục thẩm mỹ cũng được lâu rồi. Khoảng mười mấy năm, công việc của em rất là nhiều lúc bận rộn lắm. Có khi là em không có dành được thời gian cho anh đâu. Nên đâm ra nhiều lúc em cũng thấy có lỗi lắm. Dạ. Giống như một tuần vậy là em có được nghỉ ngày nào? Có khi chủ nhật em vẫn đi làm, có khi em được nghỉ. Tại vì mình dạy kèm mà. Mình gọi là không phải mình giống như gái gọi vậy đó. Người ta gọi đâu mình phải làm đó. Đúng rồi, tại vì em là gái mà. Thời gian đó, nó không có được chủ động lắm. Nếu mà em muốn nghỉ một thời gian dài em phải sắp xếp rất là lâu. Cho nhau cơ hội hẹn hò vậy giờ em có dành thời gian cho một tuần gặp anh mấy lần? Anh có thể ngày thứ bảy chủ nhật nè. Mình gọi mình gặp mặt mình nói chuyện. Em chỉ đòi hỏi một điều duy nhất, nói được và làm được thôi. Và giữ đúng giờ cho em. Cái đó anh làm được? Chưa chắc. Chắc? Chưa chắc. 100% anh sẽ làm chắc. Được. Chưa chắc. Nó nói được làm được mà sao chưa chắc? Vậy hả? Ừ. Con trai mà ai biết được đúng không? Chứ sao mới đúng? Để thời gian đi. Thời gian đi mình sẽ biết được là có đúng hay không. Cho em một tháng thôi nha. Để làm gì nè? Em thấy con trai mà đi ăn, tới ngày đi ăn đi uống hoặc là đi coi phim. Đúng là giai đoạn mà lúc mà quen một tuần đó thì không sao. Hai ba tuần thôi thấy em mà nhõng nhẽo quá thì có dấu hiệu là hơi rút lui một tí. Tại cái tính em cũng hay nhõng nhẽo nữa. Bạn này là đang sợ nhõng nhẽo đó. Người nhõng nhẽo. Em á đã có chuẩn bị nhạc sexy dance. Ok, music. Music. Go. Go. Nào lấy cái tay lên eo. Eo, eo, lượn, lượn, lượn. Anh gồng lên đi, gồng lên. Lên 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 con. Ồ, chúng ta nha. Hay quá. Hay, hay, hay. Come on, go, 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 go. Go, off my body, come on. Anh. Rồi. Trời ơi. Đó. Em thấy khả năng mà phát triển của cô ấy thế nào? Cỡ này chắc 20 năm mà cũng không thể nào mà dẻo như em được rồi. Theo em thể thao sao được? Em rất mê thể thao đó nha. Thì tập từ từ chứ sao? Thì tập từ từ đúng không? Nhưng giờ em cần gấp rồi sao? Hơi khó quá. Không có khó. Em nhìn cô gái đối diện, em có rung động gì không? Cũng rung lắm. Rung lắm hả? Dạ. Em có mong muốn cô này sẽ cùng đi trên con đường còn đúng, lại. Con đường còn lại đúng không? Đúng rồi. Ok Việt. Anh. Dạ. Ủa nó dạ nữa, dạ. Trời ơi nó nghe em sụn liền, nó sụn nụ luôn nè. Em nói thiệt nha, cái tính của em á là không phải thích bằng áo sexy. Nhưng mà cái công việc của em là phải bận đồ để khoe dáng. Em nói trước nha, em bận đồ cũng hơi bị modern và hơi bị cái tính chút. Anh biết trong môi trường đó mà. Nhiều người hỏi tại sao mày không quen trai sáu múi. Thực ra cái lúc giai đoạn mà em siết thi đấu á, bản thân em đã trải nghiệm qua. Thật ra họ yếu lắm. Họ yếu đến nỗi mà họ cầm cái chai, họ bưng cái chai nước 10 lít đó, không nổi luôn. Ẵm một con chó cũng không nổi. Thì cái đó nó giống như là nhìn vậy mà không xài được. Hiện tại em nhìn ảnh này màu hường là em thích tùy tùy. Màu hường nhìn thấy cưng lắm luôn. Đã vậy cái da nâu nâu nhìn lâu thêm ghiền nữa, nhìn dễ thương. Chịu không? Chịu. Thiệt không? Chịu like luôn á. Chịu like luôn dạ, chịu like luôn. Bây giờ có thể hai đứa tiến tới nắm tay để cảm nhận về nhau đi. Hai đứa nắm tay. Rồi nhìn vô mắt nhau. Rồi cảm nhận thế nào đó, cảm xúc thế nào nói đi. Dạ dễ thương, mắt hai mí. Ủa
Trời thấy cưng quá ha. Cũng cứng lắm á anh. Dạ rất là cứng luôn á. Có tập dương viên quá chưa? Hồi đó có, giờ không có. Vậy hả? Mai mới em dạy anh, em kèm riêng anh. Một kèm một. Rồi em trai nắm tay Y Nguyên. Em cảm giác thế nào? Em nói với cổ đi, em cảm giác thế nào? Dùng quá không biết nói sao. Anh đừng làm em xúc động quá. Giống như em ăn anh. Thật sự luôn á. Nè, đến bình tĩnh nè. Rồi, em chuyển sức mạnh nha. Nói. Một, hai, nói. Biết nói gì luôn á. Thôi từ từ mình. Cầm hoài luôn á, cầm hoài luôn á. Cầm tay vậy, cầm tay đi. Có nữa hả? Thôi, ảnh phải hùng em chứ bắt mới vậy em hùng ảnh. Nè, hùng không? Hùng. Hùng, hùng không? Ừ, hùng liền. Anh nói là làm, anh nói, đó. Bấm nút rồi tôi với ông bấm chắc luôn rồi đó. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. Bấm hay không bấm là quyền các bạn nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Cuộc kết rất đẹp. Bấm tay. Bây giờ mình là đường đường hẹn hò rồi. Dạ con xin phép bắt trai bắt gái. Anh trai cho con được hẹn hò với bé Hà. Nếu hai đứa con có duyên đến với nhau thì con sẽ chăm sóc bé Hà và tựa một bờ vai lớn vững chắc để cho bé Hà. Con xin phép hôn bé Hà bên nữa. Mạnh lên, mạnh lên miết luôn. Đúng không? Có vậy không trai? Dạ. Hả? Em không có. Em gái bên kia chắc bị tổn thương một lần rồi cũng sợ đúng không em gái? Em sợ. Em còn sợ điều gì nữa? Dạ không chị. Mạnh mẽ lên, cố gắng lên, cái gì nó qua nó đã qua rồi. Bây giờ chúng ta phải nhìn về phía trước để chúng ta chuẩn bị cho một hành trang mới, một hành trình mới. Ha, cố gắng lên, tất cả mọi người luôn bên em. Rồi, nhà gái của chúng tôi thì có lẽ là ở quá khứ cũng đã trải qua khá nhiều cái tổn thương. Cho nên bây giờ, chào em. Nên bây giờ khi mà nhắc về cái mong muốn của một người đàn ông của mình thì cổ khá là xúc động. Thì hy vọng rằng là ở tương lai cũng không phải gặp lại những cái điều như vậy nữa. Chàng trai của chúng ta mong muốn của mình có một người con gái như thế nào? Em thì muốn người con gái để quan tâm lo lắng gia đình, chung thủy. Bây giờ em có nỗi niềm gì buồn nhất trong cuộc hôn nhân vừa rồi? Sự phản bội. Phản bội. Thấy thương quá. Trường cũng rất là xúc động với những người khác. Và nhớ sau này anh nghĩ rằng nếu hai đứa với nhau cũng đừng bao giờ đem tổn thương với nhau cả. Rồi cho qua luôn. Mọi thứ nó gọi là không có vui nữa, bỏ qua đi. Rồi hướng tới chuyện buồn. Con gái sinh năm mấy? Em sinh năm 94. 94. Bên kia sinh năm mấy? Chị em 86. Hả? 86. 86 là trên nhau 2 8 tuổi. 8 tuổi đúng không? Có vấn đề gì không gái? Dạ không có. Không có đúng không? Thôi bây giờ thì mỗi người lỡ chuyến xe rồi mình leo chuyến xe khác mình đi. Đúng rồi, mình nói về tương lai đi. Tương lai luôn. Biết sao bà khóc. Bà khóc là vì bà buồn đó. Rồi bây giờ biết sao cho bà vui không? Bà vui là con ngoan nè, con học giỏi nè, con ăn nhiều, con ngoan nè, với lại là ba là sắp sửa có một cô để về chăm sóc cho ba, chăm sóc cho con nữa. Thì điều đó sẽ làm cho ba rất là vui và con có ủng hộ điều đó. Thích không? 10 tuổi rồi hả? 10 tuổi rồi. Con thấy cô sao con? Cô dễ thương không? Thường cô này nè, con thấy cô này sao? Cô bên này nè. Mai mốt cô đó về ở cùng nhà với mình đó, con chịu không? Con ok không? Ok. Ok. À, bé còn quá nhỏ, bé chưa cảm nhận được gì đâu. Quan trọng người lớn chúng ta yêu thương bé, chăm sóc bé là được rồi. Con rồi, cảm ơn em gái. Anh nghĩ rằng hai người gặp mặt đi, cảm nhận đi. Ha? Chúng ta đã lỡ chuyến đò rồi, hy vọng chuyến đò này nó sẽ là chuyến đò bền vững mãi mãi luôn. Mở rào.
Bắt đầu đi trường. Sao vậy? Món quà trong đó là cái gì mà trùng hợp? Wow! Thấy rõ không ạ? Rồi đây Lan cầm cái này cho. Rồi, hỗ trợ cho hai bạn nói chuyện với nhau nha. Cái áo với cái hộp quà nó cũng trùng hợp với nhau. Thấy chưa? Cái hộp, cái màu ạ. Hộp. Lúc trước em có ngày mai em biết may đồ. May đồ nữa. Còn giờ đẹp của em thì em ít nói, em cũng ngại nói chuyện. Thôi giờ hát đi. Làm Bách Hóa Xanh tới giờ thì cũng đỡ đỡ chút. Thôi giờ hát đi em gái, hát gì cho đi vui cho anh nè. Hát đi. Ừ. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng. Tung bay sạc pháo rơi đầy đồng, quê tôi trai gái vui trong lòng. Hơi rung cho mình à, hơi lạ chút. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng. Đó, cái bài này hát nhân dịp đám cưới anh hát tặng hai đứa luôn. Nhớ đi, hai đứa mà gặp nhau đám cưới tôi hát bài này cho. Vậy bữa đó anh Bình Tinh nhớ xuống nha. Xuống à? Xuống lắp giò, xuống chở kiển với lại chở cỏ về. Xuống lần qua Sa Đéc. Đúng rồi. Rồi anh trai hát gì cho nó vui coi nè. Bên kia hát đám cưới đi, hát đám gì? Đám sinh nhật gì đó. Happy birthday. Hát bài cho vui vui coi trường. Hả? Hát được không? Hát được mà em quên. Quên hả? Nhớ bài gì không? Hát khoảng đường tím bằng lăng đi ha. Rồi, hai. Được, cho nó vui ra nào. Hai, ba. Hàng cây xanh thấm màu trên con đường. Qua đây. Ủa, ông hát bài gì trời? Nhớ đi, hồi chút hát nha. Dạ. Rồi, bây giờ anh mua 12 có không? Dạ có, em cho anh. Cho luôn hả, cảm ơn nhiều. Tức ghê á, ở bên kia có biệt thự cho nên là mới xin cỏ thảm được. Tôi ở chung cư, không có điều kiện xài cỏ thảm. Tôi đâu có xin cỏ thảm. Tết chị xuống dưới lần qua đem tặng cho chị Trọng Lan. Cảm ơn em. Ở dưới miền Tây là cỏ thảm với kiển là kia là nhiều đúng không trai hả? Thật ra mua cỏ thảm không phải để trải biệt thự đâu. Làm sao nó banh. Coi thấy ghét không mọi người? Ông Mai này hồi thế nào cũng bị tôi xử à? Chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái nào. Dạ, em tên là Phạm Thị Kim Ngân. Em sinh năm 1994. Quê của em ở Lấp Giò, Đồng Tháp. Ồ, cô gái Đồng Tháp. Lấp Giò, Đồng Tháp luôn. Gần không? Hỏi có gần không? Bạn ở Lấp Giò, bạn ở Quyền. Tiết kiệm gì đó. Nếu mà nó ra với cà phê ở nhà uống ngon thì thưa quán. Tại vì cà phê nhà mình mua cho nè. Mình mua theo ý của mình. Quán hoa nó lạc nhát. Không ông nói gì quá thế rồi. Không phải nói gì nè, mình ở nhà mình uống cà phê á là mình được người đẹp tha cho mình nè, trong đó nó có cả tình yêu thương trong đó. Rồi ngồi uống cà phê ngắm view đẹp, ngắm người đẹp luôn. Nó đậm đà quá mà. Nói gì mấy quán bằng hoặc ế thôi, kiện mà không có hò luôn. Vậy vậy ngày mai vậy lúc quýnh em nè. Bây giờ nè đó. Em thấy cô gái này nhìn bây giờ cái cảm quan đầu tiên á, em thấy có gì hợp với mình không? Em thấy tặng quà thì hợp được. Hợp được, hợp đúng không? Rồi thấy cái tình cảm của mình nhìn cô này có thấy có gì hợp không? Hình dáng cũng thôi giờ cũng nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ giờ tiến gần để cho nó rõ xíu đi. Ngồi xa quá. Nè, tiến gần lại hai bên. Ba năm giờ vợ ở xa, cách nó xa không? Cũng khoảng 20 cây. 20 cây. Rồi con hiện nay ở với ai? Con em nuôi. Em nuôi luôn. Dạ. Ba năm rồi ha? Dạ, 3 năm. Nhà trai đã có gia đình ly hôn, đã có một đứa con. Rồi, nhà gái của mình, đường tình duyên sao nè? Dạ,
Em có gia đình dạy đổ một lần, cách đây 4 năm. Ừ, tức là mình đi hôn 4 năm rồi. Dạ. Mình có đứa con nào chưa? Dạ, có đứa con gần 4 tuổi đó chị. Bé gái. Rồi hiện tại là con ở với ai em? Dạ, con ở với ba. Trai hay gái? Dạ, con gái. Con ở với ba hả? Dạ, dạ, con ở với ba. Bên đây cũng con trai. Con trai. Bao lâu em thăm con một lần? Dạ, thì bé đi học với chị một tuần thì thứ bảy chủ nhật em rước. Dạ, rước được ngày hai ngày chở bé chị đi học, còn nghỉ hè thì rước thêm nhiều một chút. Hai bạn này cũng có cái hoàn cảnh cũng giống nhau mọi người. Hai cả hai đều đã kết hôn và cũng đã ly hôn được 3-4 năm hết rồi. Dạ. Thế thì bây giờ mình mong muốn có một người đàn ông như thế nào nè? Dạ, người đàn ông không có gia trưởng, không có tính toán chi ly với vợ con, rộng rãi chút xíu. Kiểu như không có nghe những lời thị phi bên ngoài mà đem về nhà nói vợ con này nọ chị. Giận cá chém thớt đó đúng không? Bao nhiêu áp lực ngoài xã hội dồn nén về. Hát đi, nhìn bạn gái này hát cho cái tình cảm nè. Cho thiếu được. Sao thiếu được? Tặng viên. Hả? Tại nay em hơi khô cổ á. Hơi khô hả? Dạ. Cải lương được không? Không, không. Uống nước không? Uống nước không? Khô quá uống nước không? Tại sáng thì em đi. Thôi giờ vậy nè, em nói hết những cái cảm xúc của em với cái người đối diện đi. Em mong muốn điều gì? Nói với cô ấy biết đi. Thì anh không mong muốn gì em ngoài biết quan tâm tới gia đình và lo lắng cho gia đình là được rồi, chứ không gì. Thí dụ áo anh có rách thì giá là dùng cũng được, chứ không cần gì cao hay là nhiều quá. Như thứ hai là Nguyễn Thương anh thật lòng mà. Rồi, cảm ơn mọi người, về đây đi. Được rồi đó. Anh thấy trường nó ghê luôn á. Không có cần gì cao sang á. Áo anh rách là giá được rồi, Thương anh là được rồi. Mỗi buổi cho anh 50 ngàn là được rồi. 50 thôi, 50 nãy giờ xin hoài ta không cho mà cũng 50. Thôi sao tiết kiệm quá vậy. Em đã từng nhớ em xin người cũ không cho rồi thấy chưa. Giờ phải cho ta nhiều nhiều chút, 55, 60 gì đó chẳng hạn. Cho 60 cũng được. Dạ được, cái này sang lên. Lên thì được đúng không? Rồi để tay vô nút bấm đi đường bên tay trái kìa. Đây làm sao là sau lưng này. Đó. Bây giờ là đến lúc các bạn đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Ngân không bấm hả Ngân? Sao vậy Ngân? Dạ, tại khi mà em nhìn anh em chưa có cảm động cũng lòng. Dạ. Cảm xúc đầu tiên của em là gì? Em chưa có cảm xúc đúng không? Dạ. Chưa có rung động đúng không? Nhưng không bấm nút, nhưng mà cũng có thể ra ngoài mình làm bạn từ từ tìm hiểu được. Thật ra anh thấy ở trường đó, một cái tính thật tình là rất là lớn, chân thành lắm. Đây là con người có thể tâm sự chia sẻ với em được tất cả mọi thứ đó. Chị hỏi thiệt là điều gì khiến cho em còn ngại ngùng? Chi tiết nào khiến cho em vô cầu một cái quyền nuôi con lắm. Thì còn ở bạn thì lý do tại sao mà bạn lại để con cho bên bố nuôi? Tại vì mẹ em bị bệnh nó giữ bé không nổi, cho nên là em mới đưa bé về cho cha nuôi. Em cũng cố gắng nuôi bé được 3 năm nên em mới đưa cho cha nó. 13 năm rồi đó hả? Thôi mạnh mẽ lên gái nè. Người phụ nữ cũng lỡ một chuyến đò nhưng rất mạnh mẽ. Hãy học hỏi con người này cũng mạnh mẽ lắm. Làm chủ bản thân của mình. Thật ra là chị cũng rất là hiểu và chia sẻ với em về cái việc em không thể nuôi con được. Cái đó là một cái vấn đề bất khả kháng. Chứ bất kể người mẹ nào người ta cũng muốn được ở gần con người ta cả. Nhưng mà thôi không sao. Sau này khi em có một cái gia đình mới, em ổn định hơn, thì em sẽ đón con về ở với mình. Chị nghĩ cái điều đó nó cũng không quá khó khăn với bố của đứa trẻ đâu. Ha? Thì chỗ nào cha hay mẹ cũng như nhau. Đúng nhau. Rồi. Bên nào nuôi tốt thì mình để nó lo cho cháu. Cháu nó có cái sự phát triển rồi sau đó cũng... Đúng rồi, quan trọng là người lớn chúng ta cư xử với nhau như thế nào. Đúng rồi. Thôi, mình hỏi người thân đi. Đi với ai? Dạ, đi với con. Trai đây hả? Dạ.
Rồi, con trai. Con cầm video cho chú Linh đi. Giá nó xuống. Dạ không sao. Dạ anh thấy em sao? Thấy cũng hiền, nói chuyện cũng dễ thương. Cũng đẹp. Dạ em thấy anh cũng hiền. Không được. Em thì không có yêu cầu gì quá. Chỉ cần thương em, thương gia đình mình. Anh không cần gì, anh chỉ cần sáng nấu cơm cho anh ăn, chiều nấu cơm cho anh ăn được. Còn sáng nấu cơm xong, không muốn đi đâu em đi, miễn chiều có cơm gì ăn được. Đơn giản vậy. Bạn nãy nghe em gái nói chuyện không? Là tắm ăn gì có cho không? Tiền bạc thì sao? Quan trọng giờ là nếu như hai người lấy nhau về, tiền bạc ai quản lý? Em nói với bạn gái kìa. Theo anh nghĩ tiền bạc ai quản lý cũng vẫn được. Chủ yếu là mình biết chi ly cho nó đúng là được. Cho nó dư giả hay là mình biết tiết kiệm thì nói chung ai dễ cũng vậy. Mà giờ bạn giờ em... Không, em tự nói chứ. Nói cái mốt nói Quyền Linh suối. Nhưng mà mất tiền bạc anh giao giữ hết anh chịu không? Dạ chịu. Người sáng xin tiền cho. Cho. Nhiều. 50. 20. Đương nhiên là đàn ông đi làm thì cũng phải có chút tiền bỏ túi chứ không sao mà không cho không được. Không có tiền đổ xăng đẩy xe về. Dạ không có. Chiều hai mình tới nhà có mong muốn có đứa con trai con gái gì không? Như anh với em tiến tới hôn nhân nhà em thích bé trai hay bé gái? Dạ em thích bé trai. Trai dạ, có rồi. Em thích thêm nữa không? Dạ không, một đứa nữa là được. Dạ. Ừ, rồi. Bây giờ hỏi đi, bạn bao lâu? Chút ngại ngùng. Bạn ấy nói bạn chưa rung động đâu. Một phần thôi. Em nghĩ là có một cái chi tiết nào đó, một cái điều gì đó. Em có thể chia sẻ với chị Lan không? Dạ được. Tại vì cái hôn nhân đầu tiên vậy là em cảm thấy hơi sợ đàn ông chút. Cho nên là em cũng cũng còn ngại nhiều lắm. Như lại lần đầu, như lại lần đầu tiên gặp mặt anh thì em cũng chưa có cảm nhận được cái gì. Tuy là anh thấy anh rất là hiền, anh rất là thật lòng, em biết. Nhanh lên. Quay chắc tới khuya luôn á trời. Này thiếu móng tay rồi buồn. 5, 4, 3, 2, 1, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị thân mến, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với sự tài trợ của... Toshiba. Quý vị thân mến, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với sự tài trợ của Toshiba Việt Nam. Toshiba Việt Nam đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn luôn luôn đồng hành với chúng tôi. Hôm nay Ngọc Lam và Quỳnh Linh tiếp tục giới thiệu đến quý vị hai cặp đôi để xem họ có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Chúng tôi đang chờ điều đó. Và bây giờ xin mời quý vị bắt đầu với cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Trời, quà hợp giáo thù ha. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Và chào cả các khán giả trên khán đài. Chào em. Dạ, em tên là Huỳnh Nhật Trường. Em nay 37 tuổi, đến từ Đồng Tháp. Trường làm gì Trường? Dạ em làm buôn bán và sản xuất chậu kiển và trồng cỏ thảm. À bán chậu kiển gì? Cỏ thảm đó hả? Dạ. Cỏ thảm nay nhiêu mét? Dạ nay sồn còn 16 ngàn. 16 ngàn nếu anh mua được đắt mấy mét? Còn đắt mình nó còn 15. 15 là hả? Đi đừng có mà làm như vậy nữa. Người ta không dám nghe. Nhưng mà cuối cùng cái lỗi là lỗi với em. Do em? Hoàn toàn lỗi với em. Lỗi gì? Thì người ta nói đủ thứ. Do em không quan tâm, rồi do em nghèo,
với người ta, rồi em không xứng với người ta. Nói vậy luôn hả? Rồi người ta nói em thương người ta hỏi gì tiền. À, kể cả lúc mà chị mang thai á, anh muốn cho chị ăn gì là chị ăn đó, chứ còn chị thèm á là chị không có được ăn. Cho nên hình ra là cảm giác cuộc sống hôn nhân nó bị bế tắc á, nên là chị quyết định chia tay. Thì hôm nay là em cũng mong là anh Trường á, nếu như mà sau này hai anh chị có thành đôi với nhau, thì em mong là anh có thể yêu thương chị nhiều hơn. Và những cái vấn đề về tiền bạc hay là ăn uống này kia, thật sự đó là những vấn đề rất là nhỏ. Chị, mình không có cần phải quá xét nét chi li về vấn đề đó, thì em nghĩ nó sẽ tốt hơn. Với lại là em cũng có mẹ cũng lớn tuổi và cũng bệnh hơi nhiều á, nên thành ra là cũng mong muốn là anh có thể cho chị tới lui chăm sóc mẹ, chứ không có ở suốt bên đó được. Dạ. Thương gái, thương chị gái ghê không? Cũng may mắn là nhà của cặp đôi nào bạn? Ủa, bạn ở xã nào bạn? Dạ, ở xã Bình Thành anh. Bình Thành, huyện Thanh Hưng. Rồi gần Vĩnh Thạnh không? Bình Hòa, xã Bình Thành. Gần Vĩnh Thạnh không á? À, dạ không, trên Vĩnh Thạnh chứ không? Chợ Lấp Giò, chợ thị trấn Lấp Giò. À, gần cầu Vòng Cống á. Đúng rồi. Nói chung á là cũng sát bên. Vòng vòng đó đó, khoảng 20 cây anh. Vòng vòng cũng chừng ba con ha. Đó là em từ Đồng Tháp em lên luôn à, hay là em đang làm việc ở đây? Dạ em từ Đồng Tháp lên. Bên đây cũng từ Đồng Tháp lên luôn. Dạ em từ Đồng Tháp lên. Bên làm chậu kiển kia, bên bán bách quá xanh. Nói chung là mai mốt đem kiển như bách quá xanh là bán luôn cũng được. Không, đem cỏ được. Đem cỏ cũng được đúng không? Hợp lý. Quá hợp lý. Rồi em trai Trường, Trường có ưu điểm khuyết điểm gì nói cho nhà gái nghe đi. Ưu điểm em thì biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người ta. Kiểu người ta còn chăm sóc được, đừng nói chi người. Cái gì người ta làm được thì em làm được. Đúng rồi. Dạ. Cỏ nó còn chăm xanh tốt, đừng nói chi là người, đúng không? Dạ. Chăm tới đâu luôn ha. Dạ. Có khuyết điểm gì không Trường? Dạ, khuyết điểm em chưa thấy. Nhưng mà có cái em hơi nhát chút. Nhát. Dạ. Nhát, nhát gì? Nhát gì? Đám đông nhát gì? Như dập rắn, em sợ, sợ rắn. Sợ rắn hả? Sợ sáng nhiều nhiều rắn vậy ta. Ừ. Nhìn em có thể cảm nhận được. Nhưng mà trái tim em cũng không được đâu. Giờ vậy, về nhà cứ bữa hai bữa đem nghỉ nghỉ cỏ rồi tới ha. Tới bách quá xanh mua đi. Sắm gì tới đó. Lâu lâu tặng cái gì đó. Ha? Anh nghĩ rằng em sẽ chinh phục được đó. Thật ra là với những người khác mà đến phút này mà vẫn còn cảm giác là mình còn ngại, mình còn sợ, thì có lẽ là Lan sẽ phản ứng rất mạnh. Nhưng với cô gái này thì Lan có một cái sự thông cảm hơn rất là nhiều, chia sẻ hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà trái tim của chúng ta đã quá tổn thương rồi, chúng ta đã cố. Sao con trai miền Tây dạo này sợ rắn hơi nhiều? Con trai miền Tây sợ rắn, tôi không bao giờ tôi sợ rắn. Tôi chỉ sợ chuột thôi. À, nói chung là có những con vật mình hơi không phải sợ lắm, nhưng thấy nó ngán ngán vậy đó, không dám đụng vô nó thôi. Chứ nói sợ mà cũng không phải là mình sợ. Không phải sợ lắm, đụng chuyện dám ăn nó luôn chứ sợ gì, đúng không? Đó. Mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nha. Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn, em biết hát, với lại em. À, mình có mấy mối tình rồi Trường? Dạ, mối tình thì hồi xưa được 4 năm. Nhưng mà cũng như thầy học sinh đó anh. Lai rai cũng được 4 năm mối hả? Dạ. Nhưng mà nó cùng nó không có kết quả. Mối dài nhất là bao lâu? Mối dài nhất là được 7 năm. Thì mỗi đứa giữ rồi nha. Dạ. 7 năm sau chia tay. À, giống như trong thời gian công việc này kia đó anh, rồi xảy ra những vấn đề như nó không hợp với nhau đó. Rồi thôi cũng nên chia tay. Chia tay. Dạ. Có mối tình nào mà sâu đậm gì? Bị... tha thiết không? Thì có anh, mối tình 7 năm. 7 năm hả? 7 năm sao chia tay trời? Thì giống như cũng vì chính chắc công việc á, rồi nó cũng thay đổi. 7 năm ta phải lấy nhau rồi chứ. Dạ thì lấy nhau rồi đó. Lấy rồi đó hả? Thì lấy thì nói lấy đi. Lấy rồi. Có con chưa? Dạ có. Một bé trai 10 tuổi. 10 tuổi rồi. Rồi giờ chia tay bao nhiêu lâu rồi? Dạ được 3 tháng. Anh thấy rằng một người đàn ông mà
rồi là khóc trước mặt mọi người cũng khó lắm đó. Chắc là cũng do bị tổn thương nhiều quá, đúng không Trường? Em sợ nhất sự phản bội. Trong cuộc hôn nhân vừa rồi, em thấy là mình có lỗi gì không? Em phát hiện ra sự phản bội đó. Cho chị hỏi sâu hơn một tí nữa là khi bạn phát hiện ra cái điều đó thì cả hai có cùng ngồi lại nói chuyện với nhau không? Không chị, tại người ta không, người ta chối. Người ta nói cái đó chỉ là bạn bè thôi. Nhưng mà biết đâu là bạn bè thiệt thì sao? Không đúng như vậy, tại chỉ là cái lời nói thôi. Nhưng mà sự là tại vì người ta đã qua mặt em, ta cứ nói bạn bè với là cái cớ để người ta qua mặt em thôi. Nhưng mà em lấy cái cớ gì mà nói đó là sự thật? Tại vì người ta đã hứa hẹn sống chết với em. Em phát hiện ra dạ. Những cái tin nhắn hay sao? Dạ, trong những cái tin nhắn. Và em mới nói thôi giờ ly hôn rồi, giờ ra mặt. Con tên là gì? Tên là Huỳnh Nguyễn Trung Vũ. Vũ hả? Dạ. Con lớp mấy rồi Vũ? Lớp 5. Lớp 5. Bao lâu rồi con chưa gặp mẹ? Không biết. Không biết luôn hả? Mẹ không có về thăm hả trai? Em có cho về thăm không Trường? Cho bình thường. Cho bình thường. Mà bên kia không có liên lạc luôn hả? Tại từ lúc mà ký đơn mẹ cũng không có liên lạc luôn. Rồi mẹ cũng về thăm con luôn. Anh nghĩ rằng là làm sao cách nào đó cho mẹ liên lạc để thăm con chút xíu. Dù sao con cũng cần tình cảm của mẹ. Tại vì cái đó người ta không muốn rồi, giờ anh tạo điều kiện thì người ta cũng dễ vậy. Tại vì hiện tại bây giờ cũng có điện thoại đổ chơi chứ không phải không có. Tại họ không muốn thôi, chứ nếu thật sự họ muốn họ sẽ tìm mọi cách, họ sẽ thăm. Em nghĩ lại vậy. Nhưng mà nếu bà xã liên lạc á, nên cho gặp con chút xíu nha. Bởi vì con cũng cần cái tình yêu thương của mẹ đó nha Trường nha. Con có bao giờ thấy ba khóc không? Hồi đó giờ thấy ba khóc không? Hồi nãy thấy ba khóc không? Nãy ba khóc không? Thấy thương không? Cái lấy phần lan mà Long An tháng này bóng nóng. Rồi, quay qua nói chuyện với Ngân đi Trường. Em làm ở Bách Hóa Xanh ở huyện Linh, lấy Lấp Giò luôn. Dạ, em làm Bách Hóa tại chợ Lấp Giò luôn. Dạ. Làm lâu chưa? Cho em làm gần 3 năm ạ. Còn anh? Em có thường đi làm qua không? Dạ, chưa từng đi. Vậy để tại vì em cũng ít đi chơi. Để mình làm trải em đi ha. Dạ. Công việc của anh là trồng cỏ. Anh thì như làm 3 chậu mà để trồng mai đồ đó. Dạ. Cỏ thảm anh mới trồng sau này. Dạ. Mà có cái xui cái chồng chưa. Bao lâu thì mình có thể tới nhau được nếu mình tìm hiểu nhau? Khoảng bao lâu mình tới nhau được? Cái đó cũng tùy thời gian, nếu mà mình thấy hợp thì tiến tới thôi, chứ không có quan trọng thời gian lọc. Nếu vậy thì em cho anh cơ hội lên tìm hiểu em. Để lát nữa không? Rồi nói đi anh đi anh. Tuần mình gặp mấy lần, gặp ở đâu đó, nói đi. Tuần gặp, em thích gặp được mấy lần? Em thì nếu mà có thời gian rảnh thì dục nó có quen thời gian rảnh thì sẽ nhắn tin. Tại vì làm Bách Hóa Xanh là làm cả năm cả tháng lúc nào cũng làm hết chứ.